Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn trên toàn cầu, tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong đầu năm nay lại tương đối khả quan. Theo số liệu của Bộ Công Thương thì tính đến 15 tháng 2, Việt Nam đã xuất khẩu 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp nhìn nhận lạc quan về thị trường, kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng tốt trong năm nay. Với các đơn hàng xuất khẩu đã ký từ năm 2020 và đơn hàng mới, doanh nghiệp chế biến trái cây này đã nhanh chóng khởi động guồng sản xuất ngay từ đầu năm. Mỗi tháng, doanh nghiệp xuất 15 đến 20 container hàng đi các thị trường chủ lực như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Nga. Đến sát Tết thì 28, 29 Tết thì bắt đầu 5 phút mới nghỉ và bắt đầu mùng 6 thì tất cả toàn hệ thống từ Mộc Châu, Sơn La, Nghệ An, rồi Tây Nguyên, rồi Bình Thuận, rồi Đông Nam thì đều ra quân vào ngày mùng 6 và khai thác hết triệt để những nguyên liệu mà trong dịp Tết. Còn doanh nghiệp này dự tính xuất khẩu được 8.000 tấn cà phê sang hơn 30 thị trường trong tháng 2. Tín hiệu xuất khẩu vẫn tương đối khả quan. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều lo ngại bởi cước tàu vận chuyển quốc tế tăng khiến các nước tiêu thụ, đặc biệt là châu Âu và châu Mỹ lùi thời gian giao hàng. Cước tàu xuất cho châu Âu và Mỹ thì tăng từ 4 đến 6 lần do cái công rỗng nó không có tại những cái nước sản xuất. Ví dụ như họ đang tắt tại những cái nước tiêu thụ Mỹ hoặc châu Âu, nó không có giải phóng hàng nên nó không quay về kịp. Khách hàng mà khi họ cũng không book được cái cước tàu, book được tàu thì cũng là họ dẫn tới là thôi hãy giao hàng chậm cho tôi đi để tiết kiệm cái chi phí cước tàu. Trong thời gian sắp tới thì về phía Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ chủ trì thành lập một cái đoàn kiểm tra có cả đại diện của Bộ Công Thương để đi làm việc với cả các hãng tàu. Một mặt là để kiểm tra cái tình hình thực hiện cái nghị định 146 về cái việc công khai cước phí, mặt khác là cũng để tìm ra những cái giải pháp cùng với các hãng tàu để có thể gia tăng cái lượng container rỗng đưa về Việt Nam. Dù giá cước vận tải còn cao, tình hình xuất khẩu trong năm nay vẫn được đánh giá tương đối khả quan. Hy vọng là có vaccine, là có những cái kiểm soát dịch bệnh tốt hơn thì cái nhu cầu của các nước lớn, tiêu thụ lớn của Việt Nam về cà phê đó là châu Âu cũng như Mỹ, thì do đó là chúng tôi cũng tự tin là đặt cái kế hoạch cao hơn so năm ngoái là 10 đến 15%. Lợi thế của Việt Nam cũng khẳng định được sự kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian vừa qua. Do đó là những cái đơn hàng vào cuối năm thì cũng đã ký rồi thì cũng đã tăng so với năm 2020. Với kỳ vọng từ các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực và được ký kết trong năm ngoái, đặc biệt là EVFTA và RCEP, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng xuất khẩu là 4 đến 5% và duy trì xuất siêu trong năm nay.